hôm nay 18 tháng 4 năm 2020. Hiện tại số phút thắng đã về đủ hai màu của lon Aul đùi gà Temu B rồi ha. Thì hôm nay lon bô này đã về đủ màu luôn rồi. Là bữa trước thì nó mới về lon mỏ trắng ha. Còn hôm nay nó về đủ là lon mỏ Citita luôn rồi. Đó. Bô này thì được rất là nhiều anh em tin dùng rồi. Bô này hàng nhập. Giá là cực kỳ tê tái, 700 ngàn một lon. Miễn phí ship toàn quốc. Anh nào có nhu cầu liên hệ em qua số điện thoại là 0933996332. Lon toàn bộ làm bằng inox 304, có nỉ. À, có nỉ ha, lon này có nỉ, nổ cực kỳ êm ái và trầm ấm ha. Anh em gắn vô xe chạy phố hay chạy rắc đều được. Lỗ này là lỗ đuôi 51, phù hợp với tất cả các loại lon vô tăng thông dụng có trên thị trường. Em bán là 700 ngàn một lon, free ship toàn quốc. Sẽ bao một lon, nó sẽ bao gồm là lon bô, hai lò xo và một tem OBR ha. Có hai màu là mỏ trắng và mỏ si. Hai cái nó giống nhau hoàn toàn, nó chỉ khác nhau là cái phần mà si ở cái mỏ bô ha. Cái này là lon mỏ le. Đó, em về hàng số lượng, anh em có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại là 0933996332. Lon đùi gà Aul, mỏ trắng mỏ xanh. Giá 700 ngàn một lon, free ship toàn quốc. Anh em có nhu cầu liên hệ em qua số điện thoại là 0933996332. Lon là cực kỳ đẹp nha anh em, rất là đẹp. Đó, anh em nào chơi alo em. Cháy hàng cũng lâu rồi, hôm nay có về lon thêm được đủ màu là lon mỏ xanh nữa nè. Trời ơi, anh em cần alo em ha. 700 ngàn một lon là anh em đã có một cái lon bô tăng cực kỳ đẹp. 700 ngàn một lon, free ship toàn quốc.